Chào mừng cô chú anh chị em mình quay lại kênh YouTube Linh Long Bonsai nha. Hôm nay em bắt đầu rút hàng gửi cho cô chú anh chị em mình nha. Hôm nay là ngày mùng 4 âm lịch nha cô chú anh chị. Đó em gửi thì ngày mùng 4 âm lịch em gửi thì sáng mùng 5 âm lịch thì cây nó bắt đầu đi ha. Tại vì ngày nay em cũng giao nhiều đó, em đóng hàng thì thường thường là nguyên ngày mới rồi. Thì em giao bưu điện là buổi chiều nên thành ra chiều bưu điện nó không có đi kịp. Thì chiến sáng bưu điện nó sẽ đi chiến sáng 7 giờ. Đó, thì ngày mùng 4 em giao thì sáng mùng 5 cây nó bắt đầu đi. Thì cô chú anh chị nào ở lục tỉnh miền Tây mình á, là như mấy tỉnh miền Nam mình á, là khoảng tầm 2 đến 3 ngày thì cây mới tới nha cô chú anh chị. Thì sáng mùng 5 cây đi á, thì khoảng là sáng mùng 8 cây bắt đầu mới giao nha. Còn mấy cô chú anh chị nào ở miền ngoại thì tầm 4 đến 5 ngày cây mới tới nha. Thì cái cách thức em rút hàng thì em cũng rút từ đầu clip vô cho cô chú anh chị mình thấy đó. Đó, em cũng phân đống. Một đống là 52 cây nha cô chú anh chị. Đó. Đây. Liếm cô chú anh chị mình coi nha. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 50 mình thêm 2 cây nữa cô chú anh chị. Đó, thì cách thứ nhất rút hàng của em là như vậy. Em đếm thì em rút xong rồi đếm, có khi em đếm luôn. Đếm phân đóng luôn. 20 25 30 35 là xo này cô chú anh chị. Sáng ốc không? Bữa không môi sâu. Xo này. Ba bốn vòng mốt mấy này sao này đẹp lắm. Quấn là, em quấn là đều có chỉ xi dừa hết. Quấn thôi có chỉ xi dừa sao này ra cây đẹp lắm. Lô này thì ít bí ít nha cô chú anh chị, bí thì lộn vô phần nào thôi chứ nó không có nhiều, chủ yếu là cái hàng này đàn nó là hàng lò xo nhiều, lò xo sắn ốc là nhiều. Để hai cái này là em chủ lực cái lô này là nó lò xo với sắn ốc, còn lô bí được rồi á, 100% là em bán hết rồi, lô này chỉ lộn vô thôi. Rút clip nào là hết clip đó. Đây tương đối này cô chú nhỉ. Nói chung là tương đối có chèo. Chèo từ dưới lên trên. Nhưng nó không có, nó không chia tàn ra tùm nhưng mà nó có cái chèo vậy là sau này mốt mình trồng mấy cái này nè, nó sẽ ra thành nhánh. Đó, nó bung về sau mấy này nó bung ra. Tại vì cái cây mình còn lớn, còn phát triển nữa.
nó sẽ, khi mà nó có cái chèo như vậy nè, sau này nó sẽ phát triển đồng đều hả. Nhưng cô chú anh chị mình thấy mấy cái cây như vậy nè, chứ sau này nó có phát triển đồng đều, nó sẽ có chèo đó. Những mấy cái cành này nè, sau này nó ra búng ra chèo nè cô chú anh chị. Nên mình thấy nó vậy là mình nói nó không quấy đâu, nhưng mà sau này nó mấy cái này nè, nó bung ra, thậm chí những cái mắt ngủ này nè, sau này cũng sẽ bung ra tược nữa. Khi một cái thời gian nhất định nào nó lớn á, với lại mình đi cái hàm lượng phân của mình á, em đi theo cái cách thức của em á, thì bảo đảm với anh chị mình cái hàng này, mấy cái này nè, sau này nó sẽ búng chèo ra đẹp. Rồi mình nhiều khi mình đi phân vượt quá, nó chỉ lớn cao thôi, nó chỉ cao thôi, giống như uống sữa Nuti vậy đó. Sữa Nuti lớn cả nó cao không, chứ nó phát triển bị ngang. Được clip đầu rồi nè. Clip đó cây nhỏ bỏ lại, clip này tiếp kế là clip này. Clip tiếp là clip này, xong rồi tới clip này. Clip này. Xong rồi tới clip này. Cô chú anh chị nhìn thấy nè. Cô chú anh chị mình á, mua hàng của em á là đừng có bấm đầu nha cô chú anh chị. Có những người người ta chỉ cô chú anh chị mình á, hàng về cao thấy cao trọ, cái bấm đầu chừa lại 2 tấc 3 tấc, như cô chú anh chị mình phải suy nghĩ lại trước khi mình bấm cái cây như vậy nha. Bấm cây như vậy thứ nhất nó không lớn đó, thứ hai nó chỉ bấm nó bung cái chèo ra thôi, nó bung được bao nhiêu cái chèo, được dài 3 chèo trên những cái mắt ngủ, những cái mắt mà nó khi mà nó ra cái mắt nào nó ra mạnh thì nó sẽ hút luôn những cái cây kia, những cái mắt kia, nó không có phát triển được độc đều nha cô chú anh chị. Cái cây mà nó không có chèo á, thì á, cô chú anh chị á, một là mình đảo thân, hai là mình đi cái hàm lượng phân cho nó vừa phải, cho nó cân bằng lại để cho nó búng chèo. Cái cô chú anh chị mình mà về á, cắt cái đầu rồi thì cũng giống như là người ta mất cái đầu rồi còn gì nữa đâu. Đọt nó héo thì nó ra lại, chứ mình cắt ngang rồi thì nó không có lớn luôn đó, nó chậm lớn lắm, phát triển rất là chậm. Từ khi á, những cô chú anh chị mình cắt đầu vậy á, vô thùng rồi á, sau này á, nó bén lại cắt ghép thôi, chứ nếu mà trồng để cây gin á, mà là cắt cái đầu là thôi thua luôn. Để nguyên về nè trồng nha cô chú anh chị, về đừng có cắt đầu nha, cắt đầu là em không có bảo đảm nha. Hàng của em thì nói chung là nó đã có tàn rồi, tàn chân anh chị mình thấy. Cây thì nó đều nhau vậy đó, không có trên lệch giữa cái cây trội và cái cây nó trung bình, nó đều tầm trung vậy đó. Rồi chào tất cả cô chú anh chị mình nha, chúc cô chú anh chị em mình một ngày mới tốt lành nha.